Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về set súng AK-47 Double Gold. Cái set này thì nó được liệt kê vào cái dòng họ siêu đắt và siêu hút máu của set mobile rồi. Hiện tại thì set này mang trên mình một bộ giá cực kỳ đắt, tầm gần 20 triệu. Còn các bạn thấy ghê không ạ? Một set súng thôi mà chủ hạc phải bỏ rất nhiều tiền để mới lấy được. Chúng ta có thể lấy được cái skin AK-47 cùng với khẩu DE Double Gold trong vòng quay. Còn cái quắm ấy thì các bạn phải các bạn cần phải vào cái vòng quay khác trên web ấy, thì các bạn phải nạp tiền riêng thì các bạn mới quay được. Đấy, quay thì còn hên xui nó ra hoặc không. Đấy, nó khốn nạn cái mức đấy. Này thì hổ báo này. Cái khẩu AK-47 này thì nó có cận chiến, và khi mà cận chiến xong thì nó sẽ có 5 giây hoặc 3-4 giây gì đấy, chúng ta có thể phóng phi tiêu. Phóng phi tiêu đấy cũng khá là mệnh. Úi dồi ôi, làm gì đấy? Bật cái giáp đấy nó không có tác dụng gì với mình đâu. Cái khẩu AK này trâu bò cực. Này thì lao vào này, thích lao cái đầu vào thì cứ xác định thôi. Công nhận cái set này nó đẹp cực anh em ạ. Nghe chủ ạc nói ạc này là ạc thứ hai ở Việt Nam quay full vòng AK-47 Number Gold. Nhưng cơ bản thì mình cũng không biết là ạc kia đã full set chưa, chứ ạc này đúng là full set rồi đấy. Tuyệt vời. Full set thì nó phải gọi là siêu đắt, tại vì cái quắm nó quay, cái vòng quay nó khắm lắm anh em ạ. Những cái vũ khí nào ấy nó mà được liệt vào cái vòng quay đấy thì thực sự tốn tiền cực. Đây rồi, dùng bài hơi bị đông ấy, nhưng nó không thấy mình. Cơ bản là không có thằng tơ thôi. Có thằng tơ thì kiểu gì nó cũng kéo đàn kéo đồng nên hiếp mình rồi à. Đây rồi, ui rồi nhảy mít rồi. Nhìn mệnh lắm. Đúng rồi, hay quá. Vâng, chạy theo luôn. Chạy theo rồi, chạy theo, chạy đi. Con lợn này vai cả đi vào lòng. Sao chém một con rồi không con nào nó chạy tới nó hiếp mình nhở? Cảm giác hư cấu. Đây rồi, yếu máu. Con cự yếu máu thì đứng im đi nhá. Đứng im đi nhá, đứng có cựa quậy. Thằng này làm gì đấy? Con đứng yên như một vị thần, chắc đang đợi hồi máu đấy. Hay xoài. Ở khẩu DE này thì chắc là mình sẽ có một clip test sau. Bây giờ bắn vừa vừa thôi. Khẩu này bắn cũng như cái khẩu DE Bombit thôi, nhưng mình cảm giác nó bắn nhanh hơn một tí sao ấy. Cảm giác là nếu mà táp theo kiểu tốc độ bàn thờ thì nó có thể nhanh hơn. Gì ấy, nhìn cái gì. Úi dồi ôi, tướng bom luôn. Mình không phải là zombie đâu bạn ơi. Tường bom là cái gì? Phí quả bom. Mà tường bom vào mặt mình là mình tường lại ấy nhá. Còn nếu bạn là bạn làm zombie thôi, còn bạn là người thì thôi. Bị mệnh, úi trời ơi. Thanh niên làm zombie rồi AFK luôn. AFK này. Rồi còn đúng mỗi một thằng. Rồi mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, úi trời ơi, 2000 dam. Phê thật ấy. Đâu rồi? Đây này, Inter lại test cái này. Ấn nhầm nút bắn. Cái định mệnh. Đấy, khẩu này cứ dã vào đầu thôi. Mệnh phết đấy. Các bạn nếu mà thú thú tí nữa cứ dùng kill đặc biệt thôi. Đấy, ui dồi. Như kiểu 3Z mà dã vào người vậy. Đam to VL. Nhưng mà cái đấy vào đầu thôi, chứ còn vào người thì chắc cũng không nhiều đam đâu. Đấy, cứ tầm 2000 đam thôi, trung bình 2000 đam thôi. Đã thật. Cái này chưa lên đam nhá. Cái này mà còn lên đam nữa thì nó sẽ rơi vào chắc là cũng ngang với 3Z ấy. Chứ chả đùa đâu. Vào người thì hơi bé, còn vào đầu thì nó tầm 2000. Kinh quá anh em ạ. Còn thế này thì bài sống thế đấy nào được. Không biết là phóng vào người thì có chết không. Mà mình nghĩ cái này không có tác dụng với bắn người đâu. Úi dồi ôi, nó chém chết rồi. Vâng, thu đi để lại là vàng. Tơ đi để lại. Thằng giòm thế này. Úi dồi ôi, cái định mệnh nó đưa. Mất bà nó cái giáp rồi. Tôi cứ tưởng là kết thúc trận rồi cơ. Thế đấy, nào tơ vẫn thả lại thằng côn cương thi. Đây rồi, chém sấp mặt lờ đấy. Chém sấp mặt lờ đấy. Dám cào tao cái giáp này. Ok, một trận nhanh quá. Zombie chả có nghịt nghịt với thằng tơ ấy. Kết thúc đơn giản đấy nhở.
Thằng tớ cũng bị chém bằng dao. Không biết là hôm nay tặng dao thì như là Kurigon. Vâng, cái quả đấy mình thấy anh em rút ra cận chiến hơi nhiều. Hàng free mà, cứ lấy ra mà giã thôi. Ui dồi, may quá. Cứ tưởng mình làm Dubai cơ. Đâu rồi, đi tìm vào hiệp rồi. Bọn kia lên thùng hàng hết tầm du rồi. Cái phòng này. Đấy, ba thằng rồi. Thế này Dubai sống thì đích là được. Ui dồi ôi, trận này chắc phải đi cận chiến thôi. Đây rồi, nhấp nháy kìa anh em đừng bắn nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Này thì nhìn này, phải cua nhanh em ạ. Chỉ cần chậm một giây thôi, bọn nó sẽ chĩa súng vào và hiếp ngay. Úi dồi ôi, vai xoài. Thằng đứng thằng ngồi, bao nhiêu cái nòng súng nó chĩa vào khu vực chuồng chó. Thốn mở lời, anh tơ, khổ thân. Khổ thân, úi dồi, bà dết nó luộc nhìn thế. Đâu rồi? Này thì chĩa súng vào mặt nó này. Một bé à. Vâng, đi hiếp bé này thôi. Ý bé ơi. Ôi dồi ôi, bà Z. Nó vậy. Không còn đường nào để nói em ạ. Nó dã nhanh quá. Gì đấy? Úi dồi, cương thi à? Từ từ bạn này, từ từ bạn này. Từ bạn này đừng có cố. Cố này. Hứng chó với mình không được đâu. Cái này chỉ cần sấy vào đầu mấy viên là nát hả? Mỗi thằng cương thi này khó sấy vào đầu thôi. Ui dồi. Mới nói xong, một viên vào đầu 500 đam mà đã ra đi rồi. Cái này, cây phi tiêu mệnh thật nhưng hơi khó xài anh em ạ. Đây rồi, đi theo thằng này cận chiến. Đấy, từ từ bắn đây. Ui dồi ôi, thằng đâu bắn lục ấy. Thằng chắc là thằng 3Z rồi. Vâng, nó vẫy 3Z không được, nó bắt đầu vẫy bằng lục. Khốn nạn thế. Đâu rồi? Anh em tôi đâu? Cái định mệnh. Úi dồi chết rồi. Bị tơ nó hiếp. Đau thương. Vâng, chạy vào khu vực nhà rồi. Sợ thật ấy. Để mình vào nhà xem thử nó nấp ở đâu. Đây rồi. Úi giờ hết giờ rồi. Còn cái gì nữa đâu. Tính cầm lục cận chiến thế đấy nào. Ở trong này cận chiến một con thì đơn giản lắm anh em ạ. Mình chỉ có một con thôi. Nhiều con thì mới sợ. Tiến vào thể hiện bằng cây lục mà hết bà nữa giờ. Nhìn lên cái thời gian nó khắm vào lờ. Không còn cái động lực để di chuyển luôn. Phòng này hơi bị ít dùm bài anh em ạ. Thốn thế đấy. Vâng, cuộc đời thật lắm trông gai. Úi dồi. Vâng, AK nó sấy này, 3Z nó kết thúc này. Zombie sống thế đếch nào được. Và cái phòng nó thẩm du cực kỳ là kinh tởm. Cơ bản là zombie nó gà thôi. Đây rồi, một bé đấy. Úi dồi, mệnh. Thế này thì làm gì có zombie bắn rồi. Tơ đâu rồi. Nói chung là phòng cạn kiệt zombie. Là thế cận chiến nhiều cho nó chất đi. Úi dồi ôi. Mình bắn chết mà con thật rồi. Khổ thân. Đây rồi, úi dồi ôi, hủy diệt này. Tao sợ mày quá cơ. Úi dồi. Còn lôi theo cái giam nữa, định mệnh nữa luôn. Khốn nạn thế. Đây rồi anh tơ. Chém chết thằng tơ nè. Úi dồi ôi. Một trận nó trải qua nhanh thế này thì sống thế đếch nào được. Và clip nát hết bà rồi. Vẫn top anh em ạ. Bắn xàm xàm vẫn top. Cứ cấu thật. Em ơi đừng nghe nó lừa đó. Úi dồi sao lại rớt thế này. Trận này cho xàm xàm đi làm zombie đi. Bắn thế này chán quá. Bọn này cứ thẩm du hết đường này chỗ khác. Tao sợ mày quá cơ. Lại đây mình sẽ dùng lục cover. Ui tôi xong rồi. Vâng đúng nguyện vọng nha. Cá định mệnh nó lưa. Đây rồi. Này thì quay tay cho cố vô. Này thì quay tay. Ơ kìa. Ơ cái đúng trận mình làm zombie thì lại nhiều. Nhiều zombie ấy nhở. Tiếc thế. Không biết thế mình chơi đàng hoàng tí.
Úi dồi ôi, bây giờ mình sẽ kết thúc clip ở đây nhá. Bye bye các bạn.